Trời đất ơi, giật cái mình luôn. Ngắt vô rồi Bi. Béo béo đi rồi. Nè, lại đây, chào mấy bà nè. Nói sao? Hồi chiều quê. Chào mấy bà. Chào mấy bà, hôm nay con có xe mới. Hôm nay con có xe mới rồi, mua hàng giùm bà Út đi. Mua hàng giùm bà Út. Bà Út mập. Nói lẹ đi, mua hàng giùm bà Út mập của con. Mua hàng giùm bà Út mập của con. Cho có tiền. Cho có tiền. Mua gì? Mua sữa. Cha có tiền ông Út bú, uống sữa. Mua sữa. Mua sữa cho ông Út bú. What? Nè giờ nè, ông Út mà bị sốt là mình khám chỗ nào? Ở bệnh viện. Không, mình rồi chỗ đó mình biết ông Út bị sốt. Rồi ở đâu? Sốt là ở dưới cu. À, rồi dưới cu là biết ông Út có bị sốt hay không á. Ông Út là chồng mày mà mới chị. Ơn quá trời ơn thiệt. Đó coi nè. Như vậy như 35 40 cái. 5 tuổi 35 40 ký. 4 mấy ký. Mà mấy chị ơi, con cu nó chưa tới 100 gram. Không thấy cu đâu hết trơn á. Ngồi đây. Ngồi đây chào mấy bà đi. Nhanh lên. Con chào mấy bà. Chào mấy bà. Con chào mấy bà. Mấy bà chia sẻ giúp con. Mấy bà chia sẻ giúp con. Con là con của ai? Của bà Út Mập. Con của bà Út Mập. Nó để điếm đúng không chị? Nó để điếm tàn canh luôn. Trời ơi. Hỏi hỏi mấy bà thấy con đẹp trai không? Bà thấy con đẹp trai không? Kỳ Anh coi nè, 5 tuổi là Kỳ Anh, 4 mấy ký Kỳ Anh coi nè. Hai đứa con mà chắc nó dập, nó quất lên trụ điện luôn á trời. Ồ, thiệt chứ. Mắc mệt. Cái gì cũng đẹp trai, mỗi cu thục lúc à. Cu không có luôn. Quá trời quá đất rồi. Xong chưa thấy lên bờ đồ trên kho xuống con. Xả đồ tiếp tục nha quý vị ơi. Hôm nay xả đồ tiếp tục nha mấy chị nha, xả đồ. Xả đồ tiếp tục nha. Trời, con em 6 tuổi 29 ký đó, 5 tuổi đó. 5 tuổi mà trời ơi, 5 tuổi đó, chịu nổi không? 5 tuổi mà nhiêu đó đó. Rồi lên hàng kho, lên hàng sale tiếp tục. Ngày hôm nay em sẽ xả áo caro rớt tay tuổi tin cho mấy chị với giá 40.000. Em một khi em muốn xả là sẽ hết đồ nha. Mấy chị ơi, một cái áo 140 mà giờ xả 40.000 thì mấy chị nghĩ sao? Một cái áo 140 ha. Mà bây giờ đi nè, cái tay nó sẽ như thế này nè, cái tay nó sẽ rớt ra như thế này nè. Đó, nó sẽ như thế này. 60 đến 85 kg trở xuống. Một cái áo 140 mà xả 40.000 thì biết rồi đúng không? Em có caro hồng nè, caro xanh lá cây nè, caro xanh dương nè và caro đen ha. Và caro đen. Rồi 4 con, 4 màu với chị, xả 40.000 một cái, size từ 60 đến 85 kg. Tôi 88 kg nè, vẫn vừa ha. Nè, đang về một lô quần nam chị Trinh Phùng, em đang về một lô quần nam gần 200 cái. Thôi đi xuống dưới kia đi. Quân. Em nhận được đồ rồi, à, cảm ơn. Đây nè mấy chị ơi. Nè, hôm nay xe cho mấy chị một con túi này. Ha. Caro hồng của Tiết Hồng, mấy chị ơi chốt 2-3 cái đi mấy chị. Chốt cái 40.000 tàu em mấy chị ơi, thiệt á. Chốt cái 40.000 tàu em, caro hồng 40.000 của Tuyết Hồng nè. Nè con này bán sale cho mấy chị 250.000. Con chốt giùm em con túi Mickey hàng sinh nhật. Con túi Mickey hàng sinh nhật sale cho mấy chị 250.000. Vậy là chốt con này 250.000, chốt giùm em con này 250.000 nha. 200 chưa chị, hàng chưa về lấy đâu, lên bà nội. Hàng đâu sẵn lên bà nội. Hàng đang về trên đường về, phi ngựa 1-2 ngày mới tới nơi. Lưu ý, caro chốt giùm em caro 40.000. 40.000 caro. Em có caro hồng, caro xanh lá, caro xanh dương và caro đen. Đấy, và caro đen chị nào chốt giùm em, hầu giờ chị đâu có mặc thử. Cái này là tụi nói chung là mặc lên là trẻ trung lắm ha. Từ đây tới này. Đưa gì con caro đen ơi. Thôi chúc mừng 8 mấy ký hơn, thôi chúc mừng. Đây nè mấy chị,
Khi mấy chị mặc lên nó sẽ rớt tay như thế này. Cái này mà mặc kèm với quần váy, chân váy quần rồi gì cũng đẹp hết. Ha, mặc kèm quần váy, chân váy quần gì cũng đẹp hết đó mấy chị. Trời mang ánh sáng tâm tan tư bề. Tí tí giờ lại bốn cái mẫu ở trước mặt gì cho mọi người coi con. Chúng lôi giờ đây con để trước màn kính ra, con đợi nó vô cái mặt con vô. Ba màu mấy chị, hồng, xanh dương, túi Mickey của Lục Bình Tím. Coi Lục Bình Tím này ở tỉnh nào, 250 nè. Em xả hết cái dàn túi ở trên lầu luôn, để em dọn kho trước Tết nha. Em xả hết cái dàn túi trên lầu để em dọn kho trước Tết ha. 250 cái túi quá rẻ mấy chị. Con này mấy chị á, con này á mấy chị, mấy chị mặc với chân váy quần, mấy cái này tuổi teen nó mặc nhiều này, dễ thương không mấy chị? Hơi bị dễ thương ha. Cái túi đang xài, cái túi này hả chị Kha, cái túi là túi kiếm tiền của em á. Cái con này là con túi kiếm tiền của em nè. À chị Yên để cho em một cái này, em chỉ còn 2-3 cái thôi, chúc mừng. Tí kiếm cái bao đồ lại tí. Chị Yên để cho em một cái con màu này là thương, chúc mừng. Con áo bi nó dài hơn nè, nhưng mà còn có mấy con à nè. Để cho em cái này nè, cái này là 50.000. Có áo khoác mà chị Loan Hương Thành nè, con này 50.000 nha. Con này 50.000 của Thư Chúc Mừng Thành Phố. Mấy chị ơi, cực kỳ dễ thương. Dễ thương không mấy chị? Hơi bị dễ thương luôn ha. Đó. Đây mấy chị. Con này là con túi làm tiền của em á mấy chị, đừng có đòi mua con này. Con này em lấy vô không để gần 600.000 rồi. Con này nè. Con này em lấy vô không để gần 600.000, nhưng mà mấy chị biết không? Con này em đựng được rất là nhiều, em đựng cục sạc dự phòng bự nè. Em đựng sổ nè, ba cái điện thoại nè, dây sạc, tè le, hột me hết trơn á mấy chị. Quỷ nào Hòn Hiểu Phương là quỷ nào đây? Quỷ cua tôm hùm phải không? Khoảng quỷ cua, coi áo bi còn không? Rồi áo bi của anh nè, tiết giỏ 50.000 nè. Hòn Hiểu Phương không, bi áo bi còn không? Một mai năm tháng. Đang gom nhiều món bà nội, dạ biết rồi bà nội. Rồi đây Huỳnh Hiểu Phương, Facebook Ý Yên. Caro đen với lại xanh dương. Caro đen, cái này xanh dương nè. Caro đen gì đang mặc nè. Rồi hai cái này của anh nè, tiết vỏ một cái 40.000 Rồi 40.000 của anh nè, tiết vỏ nè. Rồi yeah, cái này không có 100 kg, đây lấy bút lông mày con. Kiếm cây bút lông mày con. Trời ơi. Cái gì? Chị kẹp dấu chân kìa. Đâu? Ở đây. Áo bi của Văn Nguyễn. Văn Nguyễn hình nền tím. Văn Nguyễn hình nền tím 50.000. Còn á. Xanh lá của anh em tiết dọ 40.000 nè. Anh em tiết dọ 40.000. Áo bi rớt vai em lấy nha. Caro xanh Lê Minh Thuận. Báo bi là caro xanh nữa. Rồi hai cái này, hai cái này của Lê Minh Thuận, cái 50 cái 40 nè. Cái 50 cái 40 Lê Minh Thuận con không? Là nhắn tin cho Lê Minh Thuận nè. Bên em á sai vậy, bên em là không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha chị Thuận. Hả? À, bên em là không cho kiểm tra hàng khi nhận và hàng sale bên em không cho đổi trả, lưu ý giúp em ha. Lưu ý có một con ý nên cần lưu ý nha. Áo em đang mặc nè chị. Áo em đang mặc nè chị, có rất là nhiều màu. Màu caro hồng nè. Màu caro xanh lá nè. Màu caro đen đang mặc nè. Và một cái nữa caro dương nè. Caro xanh da xanh của Kỳ Anh nè. Kỳ Anh. Một tuần này mà chị chạy, một tuần này mà Kỳ Anh chị chạy tài chính mà chị không nghĩ là bắt đầu tuần này chị bị thưởng nóng luôn. Chị bị thưởng nóng là một tối là 250 25 BC là 250 đô một tối luôn. Chị không nghĩ tuần này chị giỏi như vậy luôn á Kỳ Anh, mà lượng 6 ngày. Ha. Cho một cái bi đen 50.000 của Susu nè. Xin địa chỉ số điện thoại nha Susu. Nhưng mà bill trên 100.000 mới đi, bill dưới 100.000 không đi nha. Bi còn cái nào không con? Ra đi tí. Bill trên 100.000 mới đi rồi, nhắn tin cho Susu. Nãy giờ cái ai hết Susu rồi, hết rồi. Hết bi rồi. Trời mang ánh sáng năm tháng tư bề, có tư bề chung lối. Rồi. Ôi đù. Ồ, em sell cái bao này mấy chị trúng mánh này nè. Dạ bi đen luôn, hết bi đen rồi tiết hồng. Em có con đầm này size L dưới 70 kg. Không nghĩ là tuần này mình kèo thơm tới cỡ đó luôn. 250 đô là 4.8 với 2 triệu, 5.6 triệu.
4 triệu 8 với 1 triệu chốt hàng gì? Chốt hàng 6 triệu. Chốt hàng gì? Chốt hàng gì? Chốt hàng gì đâu? Ông giỡn ông thiệt vậy bậy? Ông tới giờ rồi đó. Ông bóp đi ngược đi. Có về Sài Gòn không? Đồng này size L dưới 70kg nè. Như quỷ sứ thì cho ông vô like đây tôi ngồi anh mày gì vậy? Con này dưới 70 có hết rồi chị Su Su. Con này dưới 70kg nè. Đây là tay tay cánh tiên. Đây là tay cánh tiên nha mấy chị. Có bông ở giữa nè. Đầm này 280c nha mấy chị. Còn một cái 150.000. Nè mấy chị coi ở dưới giúp em nè. Coi giúp em ở dưới nè nha. Ha. Rồi đầm này chỉ còn đúng một cái size dưới 7. Hút cái này vô nè tí. Đầm này là size dưới 70kg mấy chị. Sale cho nóng tí mè nãy giờ không biết gì sao nóng luôn. Sale cho mấy chị là 150.000. 280 sale 150. Như bắt biết rồi con. Ở trong đây cái bao này lộn xộn cho nên mấy chị sẽ bị trúng mánh. Yeah. Bỏ hết cái này xuống dưới góc bếp đi, từ từ xử lý tiếp. Thanh Thảo Nguyễn đen size L 150.000. Cái bao này nó lộn xộn mấy chị, cho nên là em cực kỳ thích bán cái hàng lộn xộn như thế này ha. Em có một cái con đầm body kim tuyến. Con này size nhiêu đây? Con này là size dưới 72kg ha, body kim tuyến. Mấy chị coi cái vải nó nè, body vàng kim tuyến nha. Con này size dưới 72kg. Rồi con này xe cho mấy chị 140.000. Chốt giùm em là body vàng kim tuyến 140.000. Con này 280 siêu 140 dưới 72kg. Chị nào chốt con này chốt giùm em. Nè em có bộ đồ này nè. Bộ đồ này size dưới 90-92kg. Bộ này chị nào trúng là chị đó trúng mánh. Vậy thôi. Đây. Chị nào chốt bộ này là chị đó trúng mánh. Bộ này dưới 90-92kg nha. Bộ này dưới 90 và 92kg kèm với quần váy dưới 92kg. Rồi bộ này sale cho mấy chị là bộ đen viền trắng 150.000. 150.000 bộ đen viền trắng size dưới 92kg, còn đúng một bộ size dưới 92kg nha. Đừng vô comment lấy một bộ 70kg chửi à. Chửi thiệt à. Rồi mấy chị ơi, bộ này dưới 92kg. Dưới 92kg bộ này nha. Bán mấy chị trăm, nói nhiều 150.000. 150.000 bộ này. Đây em còn một bộ FF nè. Ô bực sao cái bao này nó lộn xộn nhiều quá ha. Rồi em còn một bộ FF quần váy dưới 90kg luôn. Em có nói chữ dưới 90kg nha. Chị nào đúng 90kg mặc vô kẹt chim ráng chịu. Ha. Kẹt chim ráng chịu. Cái bộ này nè mấy chị nha. Đấy, mới vô buôn bán một bồi. Cái bộ này nè mấy chị. Cái bộ này là bộ FF rớt vai. Bộ này là FF rớt vai nha mấy chị. Bộ này dưới 90kg ha. Xe bộ này cho mấy chị 130.000. Đây mấy chị. Bộ này là kèm chân váy quần luôn ha. Bộ này là kèm chân váy quần xếp ly cũng. Bộ này cũng dưới 92kg. Xếp bộ này lại luôn con. Bộ này gọi là bộ FF. Bộ này xe cho mấy chị 120.000 cho hết hàng. 120.000 cho hết hàng. Rồi hôm nay em bán áo dây hoa cúc nha. Áo dây hoa cúc sale 50.000 mấy chị. Sale 50.000 áo dây hoa cúc. Ở sau lưng có nhúng nha. Ở sau lưng có nhúng thun. Rồi sale 50.000 áo dây hoa cúc. Chị nào chốt áo dây hoa cúc chốt lên kèm giùm em số ký. Kèm giúp giùm em số ký nha. Bộ đen của chị Phùng Phạm. Bộ đen này size 92kg lần chị. Ủa sao em đọc số ký mấy chị không biết hả mấy chị. Em nói chị có đúng một bộ duy nhất dưới 92kg. Mà mấy chị cứ nghe hàng sale mà mấy chị cứ vô chốt gì hoài. Rồi em đưa cho mấy chị lỡ rộng là mấy chị lại mất vốn. Rồi lại cũng không cãi nhau rồi lại mất lòng. Mà mấy chị cứ vậy hoài. Anna Tuyết Võ nè, 50.000. Còn mấy chị lưu ý giùm em nha. Hàng mấy chị không bao giờ chốt trên like là em không bao giờ để mấy chị. Mấy chị lưu ý giùm em một cái điều đó. Chứ hàng lộn tó lộn lui là mấy chị kêu em tự chốt là em không bao giờ tự chốt nha. Lưu ý giùm em là em không bao giờ tự chốt hàng cho mấy chị. Không, em là buôn bán hồi xưa giờ thẳng là thiệt vậy đó. Cái này của bé An là 50.000 của bé An. Áo này không có size 100kg chị. Còn size dưới 70, dưới 80 và dưới 90 thôi ha. Dưới 70, dưới 80 và dưới 90. Áo dây hoa cúc của chị Huỳnh Ngọc nè.
Huỳnh Ngọc 150 50 ngàn. Bộ FF là còn size L. Bộ FF hồi nãy sale 120 nha, là còn size L. Jenny Nguyễn nào nè, Jenny Nguyễn 50 ngàn, Jenny Nguyễn 50 ngàn. Áo dây của chị Thu Thủy 50 ngàn. Thu Thủy 50 ngàn nè. Mua cho của Phụng Phạm ra đây. Bộ này nè, Phụng Phạm 150 ngàn nè. Phụng Phạm áo bữa sau là chị phải kèm theo mua cho áo dây hoa cúc 80 kg của Vân Nam Bảo. Vân Nam Bảo cho xin địa chỉ số điện thoại nè. Vân Nam Bảo 50 ngàn. Em có một con quần ống rộng. Đây, em có một con quần ống rộng thun lai dông màu xanh đen dưới 90 kg vừa. Đẹp không mấy chị? Rồi con này xe cho mấy chị 120 ngàn. Con này xe mấy chị 120 ngàn. Vân Nam Bảo có chưa? Rồi cái này là của Ngọc Phi Trần, 50 ngàn của chị Ngọc Phi Trần. Vậy cái bộ FF nè, hồi nãy rớt tay là có size L dưới 70 kg nè nha. Rồi, coi nè, bộ đồ này rõ ràng tôi không có bán mà đi bơm hàng tôi ép nhơn ghê mấy chị. Bộ này dưới 92 kg, đẹp không mấy chị? Bộ này tôi mặc cực kỳ rộng, đẹp ha. Minh Xu Hồng nè, Minh Xu Hồng 120 ngàn. 120 ngàn của Minh Xu Hồng nè. Thu Huyền Nguyễn hoa cúc 70 kg nè. Thu Huyền Nguyễn nè. Thu Huyền Nguyễn 50 ngàn nè. Coi bộ FF, lấy bộ FF size L như vậy. Hello chị. Bộ này dưới 90 kg nè. Bộ đen 90 kg khách lấy nè. Bộ này dưới 90 kg. Bộ này em cực kỳ thích mặc nè. Bộ này kèm với quần váy xe cho mấy chị 130 ngàn. 130 ngàn bộ này mấy chị. 130 ngàn bộ xanh xe 130 ngàn. Dãy 11 giờ ở Âu Cơ Nhân Trường An. Không may, mai chị không có hẹn khách mà chị hẹn với Bốt An để chị nó có vụ nâng gói cước lên á. Hoa cúc 85 kg. Hoa cúc 85 kg hết rồi chị. 130 ngàn của Cẩm Tú. Đưa bộ màu xanh đây. 130 ngàn của Cẩm Tú. Bộ FF nè chị. Bộ FF bây giờ em chỉ còn 2 size. 1 size dưới 70 kg và 1 size dưới 90 kg. Hoa cúc hết rồi chị. Đây nè, khi mấy chị mặc lên nó sẽ có rớt vai như thế này nè mấy chị đó. Nó sẽ rớt vai như thế này nè. Bộ FF kèm quần váy. Em còn một bộ dưới 70 kg và hai bộ dưới 90 kg. Chốt giùm em bộ FF. Bộ FF sale cho mấy chị 130 luôn đi. 130 bộ FF nha. Bộ dây khách lấy rồi. Rồi em còn một con đầm này, hồi nãy sale nhiêu quên mất mẹ, lúc đầu like 150 ngàn dưới 70 kg. Đầm cổ tim nha, có ho ở giữa. Ở dưới rồi có ren đắp vô nè. Dưới 70 kg sale 150 ngàn. Sale 150 ngàn. Em còn mấy bộ đi chùa nha. Dưới 90 kg bộ đi chùa. Dưới 90 kg nè. Dưới 70 kg nè. Em còn 4 bộ đi chùa. Em còn 5 bộ đi chùa mấy chị. FF dưới 70 kg của anh Hoa. Nãy có mà hết rồi. Dưới 70 kg con đang xếp con. Rồi anh Hoa 130 ngàn. Anh Hoa bên chị Yên không cho kiểm tra hàng khi nhận. Bên chị Yên hàng sale không cho đổi trả. Nhưng mà chị Yên đưa đúng size em ha. Rồi bên chị Yên là chỉ cho đổi trả khi hàng chính quy và ship toàn quốc 20 ngàn. Bên chị Yên không gọi điện chốt hàng mà chốt hàng qua tin nhắn. Cho nên bây giờ bên chị Yên sẽ gọi nhắn tin mình tin nhắn cho em. Và em hãy cho địa chỉ số điện thoại ở tổng à. Rồi bây giờ em sẽ lên mẫu này. Em sẽ lên bộ đi chùa 208 sale cho mấy chị còn 140. Bộ FF của Nhân Phúc Tiền nè. Nhân Phúc Tiền 130. Lên nha mấy chị nha. Đây là bộ đi chùa, bộ này còn size dưới 72-73 kg nè.
Dạ còn lại là size dưới 9293 chị. Bộ đi chùa 2 280 mấy chị, không phải không có dạng. FF của cô Win nhiêu ký? Chốt giùm em lên số ký đi. Rồi bộ đi chùa sale mấy chị 150.000. Ha. 280 sale còn 150.000, còn một bộ dưới 7273 ký. Ha. Rồi, bộ FF còn không vậy? Có nhắn tin hết cho khách chưa? Bộ FF của tìm Tim Phúc và Yên Bình. Không cho kiểm tra hàng nha. 150. Mấy chị ơi, bộ đi chùa kèm số ký FF 80 ký không có. Diễm Hương nè. Diễm Hương 70 ký. Mấy chị ơi, chốt mà không kèm số ký là em không chốt đâu nha. Nè, bộ này của Diễm Hương thành phố nè. Mấy chị chốt không kèm số ký em không nhớ là em sẽ không chốt. Bộ đi chùa 70 ký hết rồi chị. Bộ đi chùa 150, 70 ký hết trơn hết trọi rồi. Hết trơn hết trọi mấy chị ơi. Cái bộ đây là cái bộ tôi thích nhất nè. Mà còn đúng một bộ sale nè. Bộ này. Cái bộ này em nói mấy chị cưng lắm. Còn size 90 ký nha. Cái bộ này em nói thiệt mấy chị cưng lắm. Mà cũng còn size 90 ký. Không có tao 90 ký đi. Nè mấy chị thấy ở trước xếp ly đẹp không? Khi mặc lên nó đẹp. Ở sau có lưng nhúng nè. Rồi chốt giùm em bộ kem dưới 90 ký 150 nha. Xếp bộ này lại phải. Con lên con ngồi trước chỗ bé Bi kìa. Phụ với chị Bi, một là ship, hai bảo bill vô, ba nhắn tin cho khách đi. Đừng ngồi dưới đây nữa. Để cho nó lên lầu lấy hàng rồi lên. Đi chùa chỉ còn size lớn nha mấy chị. Đi chùa chỉ còn size lớn. Sao lên trễ, lên từ 8:30 mà chị. Lên từ 8:30 luôn. Hồi bữa còn mấy cái đồ thì bỏ ở đâu à. Cho em 150 của Tiết Văn Nguyễn. Là cái bộ một tí đang ấy nè. Rồi nhắn tin hết cho khách chưa? Nè Tiết Hoa Nguyễn 150. Em còn hai bộ xanh. Rồi hai bộ này xe cho mấy chị 140 nè. Một người đó Hoàng Tử Phương đó. Nè Nguyễn Đồng Nai nè. Nè Nguyễn Đồng Nai 150 nè. Không có 100 ký chị. Bộ kem khách lấy rồi bật lên. Cái bộ này là cái bộ mà em thích mặc nè, tại vì cái vải nó mê lắm. Em có một bộ. Bộ này em chỉ còn hai bộ, một bộ dưới 90 ký và một bộ dưới 100 ký. Mấy chị coi cái form nè. Dễ thương không? Đó, dễ thương chưa? Đó, cái bộ nó sẽ như thế này nè. Dễ thương không? Đây, bộ kem khách lấy rồi, ship toàn quốc 20.000. Bên em là không cho kiểm tra hàng khi nhận nha chị Tim Phúc Yên Bình. Đưa đúng số ký chị, bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận. Còn mấy chị mà cảm giác mà muốn coi kiểm tra hàng quá thì mấy chị báo nha. Thu Hà nè, Thu Hà bộ này 150. Còn mấy chị mà giống như kiểu giống như không cho kiểm tra hàng biết cái con mẹ gì, hoặc là không có cho kiểm tra hàng là lừa sao, thì mấy chị có thể báo xã nha chị Tiếp Phúc Lo Tim Phúc Bình Yên. Bên em chốt hàng qua tin nhắn. Bên em ship toàn quốc 20.000 kể cả hàng sale. Và bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận. Mấy chị lưu ý giúp em ha. Rồi bộ xanh của Lê Tấn Đạt là ai vậy? Nguyệt Thu nè 90 ký. Còn một bộ xanh là 100 ký quần đùi nha. Rồi còn bộ này nữa bán cho mấy chị 140. Còn một bộ 100 ký. Bộ này em nói thiệt với mấy chị là hơi bị mê. Lê Tấn Đạt 140. Lê Tấn Đạt là Nguyệt Thu phải không? Phải Lê Tấn Đạt là Nguyệt Thu không? Rồi còn một bộ 100 ký. Ông là ngày mai tôi cho ông vô livestream luôn. Hàng xuống mấy bao rồi tí? Lên hàng xuống hàng nữa. Ok chị Thu Hà. Ủa cái bao này lấy từ đâu rồi tí? Ủa hồi chiều nói ba cái bao từ dưới đây đem lên cũng bỏ vô trong kho luôn hả? Không có, để ở ngoài mà. Bây giờ lấy cái hàng ở trong kho đó. Đừng có lấy hàng ở ngoài. Để ở ngoài hết á. Là hồi nãy giờ con đưa hàng ở dưới kho ra đây hay là con lấy hàng ở ngoài đem xuống đây? Trong kho đem. Còn cái bao hàng đây, bao hàng hồi chiều lái xong rồi mà. Cái bỏ vô á. Chứ bỏ ngoài 4 bao ngoài mà. Bộ xanh 90 ký hết rồi. Bộ xanh 100 ký của chị Nhung Lê nè. Nhung Lê 140 nè. Bộ này vải đẹp lắm. Rồi lấy hàng trong kho đi. Sao hàng mọi người cứ di chuyển hàng của tôi hoài vậy trời? Hàng người ta kêu đã để ở chỗ nào là để im chỗ đó, đừng ai cục cửa rụt rịch gì hết trơn hết trời á. Bộ xanh này còn có 2 bộ rồi chế. 2 bộ. Em nói thiệt với mấy chị á, em buôn bán cái mặt em đủ mát, cái mặt em nó theo sắc mặt hàng ngày lắm mấy chị. Làm như gần táo thần kỳ kinh nguyệt á. Chứ em buôn bán hàng cực kỳ dễ, và nếu chị nào biết chuyện là hơi bị sướng với em luôn ha. Vậy mặc được đúng không? Em nói chị Tim Phúc Bình Yên, ví dụ chị kêu bộ đó 80 ký, còn size 80 ký em mới đưa.
Còn chị 90kg mà em còn size 80kg, trẻ cuộc đời em không bao giờ đưa hàng hả chị ha. Chị lưu ý giùm em cái điều đó là chị hiểu tính em à. Chị chưa tin em thì chị hỏi 100 mấy chục chị ở đây là chị sẽ biết em buôn bán như thế nào 3-4 năm trời rồi chị. Chứ mình đâu có thể mà hất cái chiến cướp mà bưng chiến cơm được. Ví dụ như năm nay em được thêm một khách mới thì năm sau em lại thêm được 20.000 chị. Mà năm nay em thêm được 500 chị thì năm sau em được gần 21.000 chị. Mua hàng em mắc gì em lại buôn bán mất dạy mấy chị. Không có. Rồi lên tiếp hàng xem nè, xong cái hai bao này. Xong hai cái bao này em sẽ sale tiếp cái kho ở ngoài kia cho mấy chị, ok chưa? Sẽ sale tiếp những cái bao hàng này mà còn dưới 6 hoặc 7 set. Tại vì một mẫu em ra 30 bộ. Em bán mà còn một bao nào còn 4-5 bộ mà sai lẻ là em sẽ trao hết. Em sẽ trao hết đêm nay luôn. Rồi lên tiếp nha. Áo này 200 ngàn sale cho mấy chị 100 ngàn size L. Đây dễ thương chưa? Chốt giùm em áo hồng size L. Áo hồng size L bán mấy chị 100 ngàn. Nha. Mấy bài trung mánh nữa. Đây. Hai cái nếp kia này là tiền trung đô nè. Hai. Yên Phúc, Bình Yên, Yên Bình và một chị nữa là Hoàng Hiểu Phương đánh tới đánh luôn không ra hai người đó. Hoàng Hiểu Phương vô Facebook Yên thử. Được rồi, thôi Phúc Yên. Hai người đó đánh không vô á. Tiên Phúc Yên Bình là bên em nhắn tin cho chị không được. Nếu chị biết nhắn tin thì nhắn tin cho em địa chỉ số điện thoại. Còn nếu chị không nhắn tin cho bên em được thì buộc lòng bên em phải xả bill. Ha. Đây. Lên cái bộ sọc đây là hai chị dành lộn nè. Bộ sọc này còn một bộ dưới 80kg và một bộ dưới 90kg. Em lên hai bộ sọc này là mấy chị sẽ dành lộn. 240 sale cho mấy chị còn 150.000 bộ sọc. Đẹp không? Bộ sọc mấy chị ơi. Đẹp chưa mấy chị? Bộ sọc. Đây. Rồi bộ sọc này sale mấy chị 140 luôn đây. Một bộ dưới 82kg và một bộ dưới 92kg bộ sọc. Vải co giãn rất là mê. Áo hồng 100.000 của Huỳnh Ngọc nè. Rồi bộ sọc còn hai bộ 140.000 bộ. Một bộ dưới 80-82kg và một bộ dưới 90-92kg. Chị nào chốt bộ sọc chốt lên giúp dùm em bộ sọc nha. Chị Tiền ơi, bỏ vô một cục đá hả? Bỏ vô bên anh xăm đi nè. Cô Win. Cô Win này ở đâu vậy? Cô Win dưới 82kg nè. Ngọc Anh Nguyễn có bill nè tí ơi. Ngọc Anh Nguyễn 140 nè. Có bill ngoài đó đó. Chưa có quần lẻ giả váy chị. Nè cái viết nè con. Có lần cái ngầu thủ cái viết đó chứ chạy đi kiếm nha ông. Uống không? Uống gì? Không có nè, không có tàn. Không không. Bỏ ngang đá. Áo cái bao áo hồng ở trên lầu còn chờ chút. Người đàn ông, ta nói lần thứ hai đó, ta nói hai lần rồi đó. Mấy đi uống trà chữa cho hết rồi. Để đây uống luôn. Có gì hả? Có bill chưa? Đúng rồi. Mới quăng lên nè. Tim Phúc Yên Bình cho địa chỉ số điện thoại trên like kìa. Trên like là cũng khô luôn, cái nick không tìm ra luôn á. À, bao này nè. Cui tức. Em mà mặc vừa cái áo này em để là em mặc em không bán luôn, nó thiệt luôn. Tiêm bố cúng cho mấy chị biết kìa. Em mà mặc vừa cái áo này nó chết mẹ nó với em không bán bộ này luôn. Nó không thích mặc giặt mà. Khỏi bán để lại bộ này. Rồi bỏ cái áo nó vô cho chị em ơi. Rồi bán cái quần 50 ngàn. Bán cái quần dưới 72kg 50 ngàn. Chị nào chốt quần chín tấc 50 ngàn chốt giùm em. Bán cái quần chín tấc dưới 72kg 50 ngàn. Đây mấy chị em có một bộ tim. Bộ này em cũng có rồi. Bộ này dưới 72kg nè. Dễ thương không? Bộ này dưới 72kg xe mấy chị 150.000. Chốt giùm em bộ trái tim dưới 72kg. Tại nhiều khi mạng yếu đây. Đây mấy chị ơi, bộ này dưới 72kg bán mấy chị 150.000. Quần 50.000 của Tuyết Ngân Nguyễn là quần này vải đẹp. Rồi chốt giùm em bộ trái tim 150.000.
150.000 bộ trái tim nha. 150.000 bộ trái tim quý vị ơi. Rồi tiếp tục mấy chị ơi. Bộ trái tim của Hồng Hiểu Phương. Hồng Hiểu Phương này phải bí tâm hồng không vậy? Bí tâm hồng. Phải bí tâm hồng không? Hả? Là phải bí tâm hồng không? 339. Nhầm. À, bộ trái tim này của chị Anh Hoa. Okay. Phải bí tâm hồng không vậy? Nè. 150. Em có một bộ FF size 90kg nè. Đây, bộ này 90kg đẹp không? Em có một bộ này 90kg nè, FF. Bộ này quần váy nha. 4 chữ. Chị Phúc Tâm, chị muốn lộn cái gì hay gì, chị cứ chụp hình bộ đồ xong chị báo qua tin nhắn. Chớ mà giờ chị cứ báo vậy sao em biết được chị, một ngày em biết bao nhiêu bill. Rồi bộ này. Bộ này dưới 90kg. Bộ này dưới 90kg, bộ FF này dưới 90kg bán cho mấy chị 140 nè. Bộ này của Trần Hạnh Bình Định nè. Trần Hạnh Bình Định nha. Trần Hạnh Bình Định. Bà bớt cô bé mộng mơ giùm cái đi bà nội. Bớt mộng mơ giùm con cái má. Tí ơi, ở ngoài đó có mấy cái con giùm mà hoa văn giống vậy nè, giải hoa văn giống vậy nè. Con kiếm thử có không? Mấy cái giùm size lớn lắm, 90-100kg à. Trần Hạnh Bình Định bữa 22, bữa 22. Còn 50 ngàn ở đây nha, không thì đợi này ở đâu nè. Em còn một bộ nâu này nè chị. Em còn một bộ nâu này nè chị. Hammy Nguyễn lấy bộ nâu này đi, em bán chị 150.000 nè. Nè chị Hammy Nguyễn lấy bộ nâu này đẹp quá trời nè. Hammy Nguyễn ha, lấy bộ nâu này nha, ok không? Nè chốt bộ này lại cho Hammy Nguyễn nè, 150.000. Ủa hồi nãy lấy gì treo trên cái vàng á? Đúng rồi, nó cái hoa văn giống vậy, hoa văn giống vậy này thấy không? Ok, ở nãy ra lấy đồ gì à? Nào, khách lấy. Hồi nãy lấy đồ gì à? Có cái bao đồ kia để riêng không vậy chứ thiệt? Có, tặng hết sẵn rồi. Để ở đâu à? Bỏ ở đâu? Để đi một bịch mượn rồi. Rồi đi lên lầu chưa? Hay bỏ gì vậy? Ủa, cái này đây. Ủa, Úc Nam lên rồi. Úc Nam là ai? Ừ. Mang lên đâu? Không biết. Ở phòng chứ đâu? Bỏ phòng chị hai nhân kia. Lo lấy đi, ủi đồ đi học đi. Rồi đây là mấy chị. Em còn hai cái giùm, một cái dưới 90kg và một cái dưới 100kg và bán xe mấy chị 130.000 nè. À, giùm vải lụa hơi bị đẹp nha quý vị nha. Giùm lụa hơi bị đẹp luôn rồi, xe mấy chị 130-260, xe 130.000 giùm. Còn một cái dưới 90kg và một cái dưới 100kg nha. Rồi còn một bộ cuối cùng là bộ này. Để coi thử cái hàng gì rồi đem vô sale nè. Hôm nay xe mã gì? Rồi xe mã thổ cẩm tí. Thổ cẩm lời ra hồng hồng thấy không? Đó đúng rồi, xe mã đó. 130.000 của chị Minh Xu Hồng nè. Của bé Minh Xu Hồng 130.000 dưới 90kg. Rồi còn một cái dưới 100kg nha. Còn cái dưới 100kg, cái này là mặt hơi bị đẹp. Em quỳ lại chị, dưới 70kg sao em mặc vừa? Để chị Hammy đầu nãy bà lừa, à, bà lấy đồ bộ kia không vừa cái bà dặn á. 130.000 dưới 100kg. Để hỏi chị Hammy thử, chị Hammy chịu nhường không? Rồi chị Hammy dặn á. Mi ơi. Rồi lên bộ này cho mấy chị, bộ này size L nè. Em trời ơi, bộ này mấy chị hả, chốt một phát là mê luôn nè, thấy chưa? Thấy bộ vest chưa? Trời ơi, chụm má nó đẹp ha. Rồi cái zoom 130 của Vũ Sen nè. Zoom 130 của Vũ Sen. Trời ơi, chụm má bộ này chị nào size dưới 72kg. Hút một phát là lời một cây. 280.000 sale cho mấy chị. Còn một bộ đồ má, bộ này tôi đâu có sale đâu ta. Bộ này đâu có sale. Bộ này không có sale mấy chị. Bộ này, ủa chứ thiệt, cái bộ bò ngay chỗ mà sau lưng ba đứa đó, có phải bộ bò này không? Kiểm tra thử. Ủa bộ này đâu có sale. Không, bộ này không có sale mấy chị. Bộ này 280.000 không có sale nè. Kiểm tra thử hai bộ giống nhau không? Bộ này không có sale. Ở đâu nó lạc đạn vô mấy chị? Ở đâu lạc đạn vô? Nè, coi giùm em cái bộ này ngày hôm nay tôi sale nè. Mấy chị coi giùm em cái bộ ngày hôm nay em sale thử nó dễ thương không? Đây, lụa nè. Bộ này là 250.000. Ở sau lưng có chum, có dung nha. Ở sau lưng có thun, mấy chị đừng sợ chật nha. Cái bộ này mấy má mặc lên không đẹp đi kiếm tôi. Thật lòng. 250 sale còn 150 luôn. Chốt giùm em bộ
hoa văn kèm số ký. Chốt giùm em hoa văn kèm số ký nha. Dưới 70, dưới 90. Bộ này kiểm tra size gì tí, ghi lên. Dưới 80 ký nè. Trời ơi, bộ này chắc lỗ lòi le luôn á. Đầm maxi tròn chút rồi chị Thảo. Bộ này 100 ký nè. Bộ này 2 ít nè. Bộ XL của Nhung Huỳnh. Rồi XL 150, cái đó là cái gì? XL của Nhung Huỳnh. Xin địa chỉ số điện thoại Nhung Huỳnh nè. Ai ai nữa, tí ngồi xuống con. Ngồi xuống giùm cái ổn định đội hình đội quăng ra. Hoa văn của Tiếp Tớp nè, 150. Tiếp Tớp 150 ngàn nè. Chưa có đầm ngủ đang may chị. Em đang về cái cô tông lụa em cho may đầm ngủ. Tiếp Tớp hoa văn nè. Rồi ai nữa mấy chị? Ai nữa? Má cái bộ đẹp mà không ai chốt, tức cái cửa mình ra. Thật. Rồi không ai chốt, vô hàng. Vô. Em cắt rầu mà kêu em đem xuống em quánh chạy không kịp luôn. Bộ này thiệt lòng chưa chụp hình luôn á. Ủa chụp hình rồi. Chụp hình rồi. Trong gian bông trước cửa nhà em, em dành một bông cho cô giáo Hiền. Vàng bông ơi, mà vàng bông ơi, cái gì kẹp đít mà đau quá trời. Em có một con gu xì nè. Em có một con gu xì xích. Tháo bán rẻ cho mấy chị 300 ngàn ok không? Rồi hoa văn của Thu Huyền Nguyễn size L nè. Rồi em bán rẻ con này cho mấy chị 3 xì nè. 3 xì. Bán rẻ nè. Thu Huyền Nguyễn 150. Bán rẻ con gu xì xích cho mấy chị 3 xì. Ba xì gu xì xích nha. Chị nào chốt gu xì xích ba xì. Ôi, ba xì không đáng đồng tiền bữa uống cà phê luôn. Gu xì xích ba xì. Chị nào chốt gu xì xích ba xì, chốt giùm em gu xì xích ba xì. Ba xì, ba xì nha, ba xì nha. Hoàng Hiểu Minh nè. Hoàng Hiểu Phương nhớ đóng hộp nha, chứ không hư cái phơm. Hoa văn 70kg của Jenny Nguyễn mà tí. Jenny Nguyễn 150 ngàn. Jenny Nguyễn 150 ngàn. Tiếp tục. Hoa văn của ai? Em nói hoa văn của Lê Gia Hân nè. Rồi Lê Gia Hân 150 ngàn nè. Lê Gia Hân 150 ngàn. Em nói rồi em xả mà. Em xả ngày hôm em xả là bung cái kho hàng túi ở trên lầu em luôn. Táo em phát xuống dài cái em tha 900 triệu giờ tha hết 3-400 bán hết. Cái gì 70 ngàn? Thấy 70 ngàn. Làm như mày với Chí Thiện giống nhau, đọc cái gì không bao giờ để ý, phải đọc lần thứ ba, lần thứ tư nè. Hôm nay em lên bộ đỏ cho mấy chị nha. Dung đỏ. Nè, dung đỏ giờ xe mẹ cho mấy chị 80 ngàn, cho nó đỡ nhục nè mấy chị. Con dung đỏ dưới 70kg. Dung đỏ dưới nè, làm giống như bị mắc phong lông, chứ vải co giãn thiệt đẹp. Dung đỏ dưới 70kg bán 80 ngàn. Dâm đỏ dưới 70kg, dưới 80kg cũng còn size nha. Rồi bán 80 ngàn cho hết đi mấy chị dâm đỏ. Có size dưới 100kg dâm đỏ luôn nè. Em có màu xanh nữa nha, còn dâm dúng vậy mà màu xanh. Rồi còn mấy cái bán 80 ngàn cho hết. Bán 80 ngàn cho hết con dâm chị. Chốt dâm đỏ hoặc dâm xanh 80 ngàn kèm số ký. Dâm đỏ của Diễm Hương 80 ngàn nè. Diễm Hương thành phố 80 ngàn. Dâm 80kg, dâm 80 ngàn 70kg của Nguyễn Trang. Rồi Nguyễn Trang nào đây? Nguyễn Trang nè 80 ngàn. Nguyễn Trang 80 ngàn. Dâm đỏ size L của Tiếp Tớp. Để coi thử còn nè, Tiếp Tớp nè. Tiếp Tớp 80 ngàn. Tiếp Tớp 80 ngàn nè. Tiếp Tớp 80 ngàn. Dâm đỏ của Tiến Nguyễn Thị là 80 ngàn. Dâm đỏ của Tiến Nguyễn Thị 80 ngàn. Phương Huỳnh có dâm. Để coi thử con màu gì. Tí kiểm tra con này size gì vậy con? Kiểm tra con này size gì ạ? Dâm này dâm 80. Phương Huỳnh dâm 90kg lấy màu xanh nha. Phương Huỳnh là 80 ngàn. Đỏ size gì từ từ để kiểm tra thử nha. Hằng Thúy dâm 100kg của Nhung Lê nè. Size L vậy để cầm yên đó con. Nhung Lê này xin địa chỉ số điện thoại nè. Nhung Lê 80.000 100kg của Nhung Lê nè. Dâm xanh 80kg của BB. Kiểm tra nha BB.
nhiều giờ chưa gọi được cho BB luôn. Hết dâm xanh 80kg, dâm xanh 90kg hết luôn, dâm xanh 90kg hết luôn. Cái đậu bộ này 80.000 hả? 300.000 khách lấy là Phượng Dương. Dâm đỏ 100kg của Cẩm Tú nè, Cẩm Tú 80.000 bán cho hết luôn. Dâm xanh Tuyết Hoa hết rồi, dâm Thanh Tâm bỏ không để sai không biết, dâm đỏ dưới 70kg, dâm đỏ dưới 70kg tí đang cầm không, ghi Nguyễn Thương mở ngoặc bin bin 80.000 thì hết dâm đỏ. Bây giờ còn dâm xanh size L thôi nha, bây giờ còn dâm xanh size L hoặc là dâm xanh size L hai cái và còn một cái dâm xanh 100kg. Dâm đỏ hết rồi, dâm 90kg hết rồi. Em là Nhung Lê Bình Thạnh. Dạ không, chị cho vô cho địa chỉ số điện thoại đi chị. Mấy chị vô cho địa chỉ số điện thoại chứ một mình mấy chị hai nít là em thua. Tại em chốt thủ công mà. Bây giờ em còn hai cái dâm xanh, hai con dâm xanh dưới 80kg. Hai con dâm nè, bây giờ mà mấy chị nít một nơi mấy chị đặt bill một ngã thì cũng cho ba số điện thoại đuôi cũng như không thôi. Bên em không có dùng phần mềm. Bên em chốt theo từng chị và theo từng chị. Mấy chị chốt phần mềm giỏi khi lộn hàng mấy chị đi kiện tụi nó thử đi. Mấy chị biết, trời ơi nắng cực lắm mấy chị. Lúc đó mình cảm giác nắng rất là cực. Dâm xanh 100kg 80.000 của bé Bình An nè. Còn hai cái dâm xanh dưới 70kg. Còn hai con dâm xanh bẹt vai dưới 70kg. Lưu ý, hàng sale không cho đổi trả, hàng sale khỏi ý kiến. Rồi Nguyễn Trang thêm cái dâm xanh 70kg nữa. Rồi bây giờ chỉ còn đúng một con dâm xanh dưới 70kg. Hết rồi mấy chị. Dưới 70-72kg đều vừa, dễ thương lắm. Nhưng mà nó bị cái mắt cái sao chàng hãng dùm 280 đi bán 80, ừ ổn. Ổn lắm mấy chị. Mà con xưởng tôi nó đâu có biết những cái phút giây gì nó ổn. Chứ nói hoài nói miết cũng mệt. Nói mà hết muốn nói. Nói mà mệt nói mấy chị biết không. Nói mà tao nói mệt chim nói lắm. Nói riết mà nói riết như con khùng á. Nói xong cái nó thẻ mặt khóc hụ hụ. Nói xong nó kêu về em xin lỗi em trót dài. Nói xong nó kêu về để em rút kinh nghiệm, nó rút từ năm ngoái. Từ năm kia qua năm ngoái tới năm này. Nó rút tới cỡ đó nó mới vậy. Nó rút kiết riết và nó rút ruột em hết luôn. Em phải rút kinh nghiệm là giờ hàng mà không đúng trả. Tuyết Hồng dâm 70kg size L 80.000. Nó rút riết mà em muốn loài bản họng luôn á chị. Trời ơi, coi nó ngồi cái tướng nó kìa trời. Cái chị Nhung Lê này sao em thấy nó lộn xộn quá. Chị mà cứ vậy hoài em xả bill đó. Em không biết Nhung Lê này em chốt hàng đâu. Ở ngoài đó là Nhung Lê có dấu hay không dấu? Có hai cả luôn, không dấu có dấu luôn. Chị Nhung Lê này có một cái bill có dấu và một bill không dấu. Tóm lại là hai cái đó phải một mình chị không? Đúng rồi, hai người chốt đó ai không biết. Mấy chị có chốt hàng kiểu này thì cái hôm một hồi là em thấy nắng. Mà tao nói nắng xoay vòng có thành nắng cực luôn. Ngày hôm nay dâm hết rồi. Ngày hôm nay cái bao hàng này là bao hàng của xưởng khác nha. Bao hàng này là của xưởng khác, tôi lấy mẫu nào cũng trên 200 hết. Và hôm nay tôi xả 100 hết cho mấy chị. Hôm nay tôi xả 100 hết, tôi nói thiệt lòng. Em lấy vô là 205, 215 á mấy chị. Hôm nay em xả cho mấy chị 100 hết. Rồi chốt giùm em bộ beo dây. Bộ beo dây này tấm là dưới 88kg nè. Bộ beo dây này là 88kg. Ha. Rồi bộ beo dây 100.000. Chị nào chốt beo dây 100.000 chốt giùm em beo dây 100.000. Sao đó sai gì vậy bây? Coi trên áo thử sai gì vậy? XL dưới 80kg, 2X dưới 90kg. 2X dưới 90kg có một bộ XL. Bộ XL tôi cũng vừa đó. Rồi bán 100.000 bộ beo. Xưởng này là của xưởng người ta, không phải xưởng nhà tôi. Ha. Tại vì mình thấy nó sao may đẹp quá. Ha. Bộ beo dây của Võ Phúc, bộ này là bộ này. 100.000 của Võ Phúc. Size L còn hai bộ dưới 90kg mấy chị, hai bộ dưới khoảng có 80 đến 90kg. Beo dưới 80kg hết rồi Thí Phương. Còn hai bộ 80 đến 90kg. Rồi bán luôn. Beo dây của Nguyễn Ngọc Thùy Trang một bộ 100.000. XL hết rồi, còn 2X à. Còn 2X là 80 đến 90kg, beo size L không có.
Beo dây tuyết hoa mặt rộng. Bây giờ chỉ còn size 80 đến 90 kg mấy chị ơi. Beo dây em còn size 80 đến 90 kg và của xưởng nhà người ta, không phải xưởng nhà em nha. Em có một con đầm nè. Dễ thương thì dễ thương thiệt, nhưng mà ngắn trên đầu gối nha. Rồi bán mẹ luôn 120.000 đầm body. Con này đẹp. Con này chị nào còn cỡ dưới 90 kg mặc ok, chốt giùm em đầm 130.000. Đầm toàn là lấy trên 205, 215 không. Beo dây của Nguyễn Ngọc Thị Trang có chưa? Lấy rồi bà nội. Beo bây giờ chỉ còn 2 là 90 kg thôi. Đầm body dưới 90 kg nha. Sale 130.000. 130.000 mấy chị. 130.000. Em có một bộ đầm 130 của chị Nghe Võ. Đầm 130 của Lê Châu. Lê Châu inbox địa chỉ số điện thoại nha Lê Châu. Em có một bộ nhúng xanh. Em có một bộ nhúng xanh nè. Giờ lên cái thấy vải mê liền. Em có một bộ nhúng xanh dưới 90 kg. Em có bộ nhúng xanh dưới 90 kg. Rồi bán bộ nhúng xanh này cho mấy chị với giá 130.000 luôn ha. Em nói rồi, đầm dưới 90 kg. Em nói là đầm dưới 90 kg. Em có 2 con. Lê Châu xin địa chỉ số điện thoại. Rồi bộ xanh ngọc dưới 90 kg mấy chị, sale 130 luôn. Bộ nhúng xanh của Nguyễn Heineken. À của chị Châu Võ. Châu Võ. Châu Võ. Không có dấu 130 của Châu Võ. Nhúng xanh hết mấy chị. Rồi đầm em vẫn còn nha. Rồi bữa nay em lên bộ này nè. Cái bộ này thì thực sự là nó đẹp lắm. Nhưng mà từ lúc em lấy hàng về 205.000 tới giờ em bán sale ra 120.000 thì em chưa kịp đụng vô cái đồ luôn mấy chị. Thứ nhất nó là áo sơ mi nè ha. Bộ này khoảng cỡ, ở trong nó có kèm áo dây nè. Áo dây ha. Đó áo dây. Ở ngoài áo sơ mi. Beo dây này của chị Phụng Phạm. Đây. Ở ngoài là chân quần váy. Bộ này là nói thật sự là khoảng cỡ dưới 80 kg nè. Đó chân váy quần, kèm áo dây và kèm sơ mi bên ngoài. Rồi sale bộ này 120 dưới 80 kg. Sale bộ ren. Em gì gọi gì bì? Cháu Võ đúng rồi chị. Chị sau một comment. Bộ đầm này của Ánh Ngọc nè, 130.000. Mới nói nhiêu rồi Ánh Ngọc? 130 đi. Không, bộ này đẹp mấy chị. Mà từ lúc ấy tới giờ chưa mở ra bán luôn. Nè, rồi chị Châu gì qua này. Có bộ dưới 85 kg. Bộ 120. Không, 120 của chị Ánh Ngọc. Sợ không vừa đưa lại đây. Ánh Ngọc đưa lại Ánh Ngọc đi. Lấy cái bộ này 120 cho Ánh Ngọc nè. Rồi, coi rớt cái áo dây coi thử đủ 3 món nè. Ghi lại đây Ánh Ngọc đi. Ánh Ngọc ghi lại nè. Bộ này của Mai Đình Ngọc Lâm nè. Tí kiểm tra thử đủ 3 món không? Ghi Mai Đình Ngọc Lâm XL. Mai Đình Ngọc Lâm XL. À, bộ beo nhỏ vẫn còn nè mấy chị. Bộ beo size dưới 80 kg vẫn còn nè. Beo này hồi nãy bán nhiêu vậy? 100.000 hả? 100 đúng không? Bộ beo đâu rồi? Ai nãy chốt bộ beo đâu rồi? Beo dây của Tuyết Hoa nè. À xin lỗi. Beo dây XL của Hòn Hiểu Phương nè. Hòn Hiểu Phương 100.000 của Hòn Hiểu Phương. Bộ đen của ai nè? Bộ đen 120 chị sửa rồi. Bộ 120 của Vườn Lan Thu Phương nè. Vườn Lan Thu Phương 120 nè. Để đưa đổi lại cho Vườn Lan Thu Phương. Vườn Lan Thu Phương 120 nè. Rồi đổi cho cái này cho. Tuyết Hoa nè tí. Tuyết Hoa có dấu 120 nè. Tuyết Hoa có dấu 120 nè. Rồi ai nữa? Rồi còn một bộ. Cái này của Ý Yên nè. Dạ cái bộ em đang mặc hả chị đây. Bộ em mặc đang mặc là 240. Đây chị. Bộ em đang mặc là 240 nha, kèm với quần váy nè chị. Ha. Bộ em đang mặc là 240 mới về.
mới về luôn nha chị, không có size L. Em có một con dùm nè, em có một con dùm size dưới 100kg, em có một con dùm size dưới 100kg bán mấy chị 100.000 đây, dùm 100.000 dưới 100kg nha, dưới 100kg. Ý ở trong kho còn đồ không con? Lôi xuống. Dưới 100kg quý vị, em có bộ lính dưới 70kg nè. Rồi sale luôn cho mấy chị 150 đi. Bộ lính dưới 70kg đẹp không? Rồi sale cho dưới 70kg nha. Sale 150.000 bộ lính cho mấy chị, 150.000 bộ lính size L. Hết rồi chị, hết đen nè. Bộ lính size L dưới 70kg sale 150.000. Lính của Nguyễn Heineken. Dùm 100kg nè. Dùm 100kg. Ren hết rồi Vy ơi. Vy ơi ren hết rồi. Chứ thì hồi trưa sắp cái bộ quần váy ren trên này lấy vô dấu qua. Có viền trắng trắng á. Bộ này mới về sáng nay nè mấy chị. Hồi nãy đó chị nào hỏi áo dây hồng là có nè. Áo dây hồng. Đúng rồi. Quần váy á. Lờ. Lấy cho khách con. Hỏi bộ 256 không? Rồi bộ đây mới về trưa hôm nay nè. Bộ đây hồi bữa chị nào kêu em may nè. Như Nguyễn hay Văn Nguyễn thành phố gì á. Không nhớ. Bộ đây chị nào kêu em may quên rồi. Đây. Nhưng mà bộ đó trên hình này nó xanh đen nhưng mà em may màu đen. Bộ này dễ thương lắm mấy chị. Bộ cổ vét nè. Bộ cổ vét rất là đẹp nha, kèm với quần váy. Nè mấy chị coi nè. Zoom không có dài qua tới đầu gối đâu chị. Bộ này là 260.000. Chốt giùm em bộ 260 kèm số ký giúp em. 260.000 kèm số ký. Lưu ý giúp em nha. 260.000 kèm số ký mấy chị. 260.000 kèm số ký. Giờ chốt đơn hình. 260.000 kèm số ký quý vị ơi. 260.000 kèm số ký. Này đưa chỉ tiền xếp đưa, nè nè tí đem ra xếp lại. Đưa chỉ tiền cắt lại cho cũ. Thôi bớt đi qua đi lại giùm cái tí hơn. Cứ đi ăn đi uống rồi có chỗ live stream mà cứ đi qua đi lại hoài. Xếp 260.000 size L tí đang cầm size gì? Size L 260 của Song Anh. Lấy tiếp một bộ vest cho Hoàng Hiểu Phương. Một bộ vest cho Hoàng Hiểu Phương. Size L. Hoàng Hiểu Phương 260 size L ghi đi. Một áo dây hồng từ từ để lên luôn rồi chốt luôn nè gái đo Huỳnh ơi. Theo xả cho hết hàng chứ trên kho nó đầy quá trời đầy luôn. Ở trên đó còn mấy bao tí? 1, 2, 3 nó ở nằm phía dưới không? Rồi áo 200 sale còn 100 ngàn nè. Áo 200 sale còn 100 ngàn. Con này size à nè. Ai mới nói chốt là đo Huỳnh không? Rồi đo Huỳnh áo này 100 ngàn của đo Huỳnh nè. Áo này 100 ngàn của đo Huỳnh. Xong anh có 260 chưa? Rồi Hoàng Hiểu Phương 260 chưa? 260 nha. Còn beo dây lờ cho em. Đông Huỳnh có rồi, bộ vest 70kg. Bộ vest 70kg size L. Nguyễn Ngọc Thảo còn beo. Size gì? Size L của Nguyễn Ngọc Thảo. Ủa tí ơi, cái bộ mà có bông trắng hồi chiều con để đâu rồi? Dưới đây để đâu? Tí. Lấy size cho khách chưa? Rồi lấy tiếp nè, lấy cho Như Nguyễn thành phố một bộ vé đấy trên L 260. Tí nó làm không gọn gàng, tôi sợ nó rớt đồ vô cho khách ghê trời. Như Nguyễn thành phố XL nè. Rồi lấy tiếp một bộ vé giống vậy cho Thúy Nguyễn size L nè. Lấy tiếp một bộ này size L. Rồi kéo bao ra xuống. Lấy một bộ giống vậy size L cho Thúy Phương nữa. Size L cho Thúy Nguyễn nhưng không phải Thúy Phương. Chờ chút mấy chị, chờ em chút xíu.
Bộ đang mặc lấy 2 XL. Lấy 2 bộ XL. Ngô Tú Linh 240 nè bây. Ngô Tú Linh 240. Ngô Tú Linh 240. Với Phụng Phạm 240. Chí Thiện đang nghi của ai Chí Thiện? Phụng Phạm nè. 240 Phụng Phạm 240 nè. Rồi bộ vest của Thúy Nguyễn 70 kg. Bộ vest mai gửi cho em nghe. Chị Tuyết Hoa lấy bộ vest này đúng không? Rồi thêm một bộ vest nữa. Hai bộ vest đã ghi nhiêu rồi Chí Thiện? 26. Rồi lấy thêm một bộ vest XL cho Tuyết Hoa 260. Áo dài dán nho da vé đi. Rồi áo dây của ai nè? Áo dây hồng của ai? Nè. Áo dây hồng Đoan Quỳnh rồi phải không? Áo dây hồng à, áo dây hồng của chị Nam Phương 82 kg nè. Nam Phương 82 kg, 100 ngàn. Vậy là set set dây hoa trắng. Set dây hoa trắng. Rồi áo dây hồng của Chi Nhã 100 ngàn nè. Chi Nhã 100 ngàn. Áo dây hồng của Kim Ngọc nè. Con này là mặc đi tiệc đẹp. Áo dây 240. Áo dây hồng của Kim Ngọc nè. Quăng ra đi bé. Kim Ngọc là xin địa chỉ số điện thoại. Chờ một chút chị, chờ em chút nha chị Bình An. Áo dây có màu đen Nam Phương. Màu đen nhưng mà còn size dưới 90 cái nè. Nam Phương cái nè. Nam Phương 100 ngàn nữa. Thúy Hằng, Hằng Thúy nè. Ố mấy chị mà hai nick em làm bill em mệt muốn chết. Hồi sáng giờ Lưu là Chí đưa ra bút lông ơi. Hồi sáng giờ Lưu Hằng Thúy hay Thúy Hằng vậy? 7 Thúy Hằng Thúy, Thúy Hằng ơi. Hai nick mệt lắm. Mệt lòng á. Thúy Nguyễn bộ vest. Đúng rồi bộ vest 260. Áo dây hồng của Nguyễn Heineken size nhiêu ký? Áo dây hồng 75 kg của Lê Châu nè. Này còn dưới 90 kg nè. Này còn áo dây hồng dưới 90 kg. Như Ngọc Nguyễn Thị 100 ngàn nè. Như Ngọc Nguyễn Thị 100 ngàn. Kim Ngọc cho 3 số điện thoại đuôi. Hổm giờ Hiếu Nguyễn. Áo dây đen của Hiếu Nguyễn nè. Áo dây đen với lại áo dây hồng còn size dưới 90 kg thôi nha. Rồi Hiếu Nguyễn nè. Đây. Ghi Thúy Hằng thì tới lúc làm bill cái nick đó chị mất làm sao chị đọc được. Bây giờ em chỉ còn áo dây hồng và áo dây đen size dưới 90 kg. Hết size. Hết nha. Đây. Đây mấy chị. Bây giờ chỉ còn áo dây hồng và áo dây đen size dưới 90 kg thôi là hết sạch ha. Rồi tiếp tục. Hôm nay em chơi banh nóc áo luôn bán hết. Đoan Minh giờ lấy cái này dưới 90 kg đi Đoan Minh. Đoan Huỳnh. Cho cái đoan hình dưới 90 kg đi. Còn một cái dây hồng thôi. Rồi hết lên Lina Hòn rồi. Hết nha Lina Trần. Hết áo dây này nha Lina Trần. Rồi cho chị nào coi lại bộ coi cho chị nào coi lại bộ vest đâu Bình An đúng không? Chị Thiện ơi, lấy bộ vest 260 cho Út. Size L. Còn L không? Còn trọng á. Nè chuẩn bị vừa bán vừa tặng nè. Vừa bán vừa tặng luôn. Tôi nói là mẫu nào mà mắc bông lông mà tôi ớn bán là tôi tặng hết. 140 bán luôn 30 ngàn ok không? 140 bán luôn 30 ngàn. Thiệt lòng. Tôi bán là chỉ có từ chết tới bị thương thôi chứ không ai làm gì được tôi hết trơn trời. Chỉ có tôi nói chỉ có đổ nợ, nợ nhiều quá thì bán lỗ nhiều quá thì đổ nợ cho vui thôi. Chứ không ai làm gì tôi hết trơn trời. Rồi bộ vest mới về em nói thật sự với bộ với chị nha. Cái bộ vest này mẫu mà không đẹp mấy chị mặc lên không dễ thương kiếm tôi luôn. Đây. Đây. Ủa đâu có nói gì đâu Phương Quỳnh ok. Chị Bình An chốt cái mẫu này mặc hơi bị cưng luôn. Mang đôi giày thể thao tết là mê. Rồi bộ này kèm với chân quần quấy nè. Bộ này 260. Chốt giùm em bộ vest đen kèm số ký nha. Rồi lên áo nha mấy chị. Bán cho mấy chị 30 ngàn nhưng mà size không có lớn dưới 70 kg thôi. Nè Bi Nhung nè. Áo này 140-150 hết á. 60-70 kg thôi hoặc là 50-70 kg thôi nha. Bi Hồng nè. Đen 90 kg. Lấy bộ này cho Võ Gia Phúc ơi. Bộ vest 260 XL cho Võ Gia Phúc. Mày chờ Chí Thiện nữa sao mày nhìn xong mày phải nhìn qua Chí Thiện nha. 2XL của Võ Gia Phúc 260. Rồi ra lấy Bình An 3X. Bình An bộ 3X 260 ngàn của 3X. Rồi chốt giùm em nha. Bi cam nè. Chốt giùm em hai cái đựng cái. Bi hồng nè. Bi cam nè. Bi hồng. Ông lộn. Ồ đúng rồi. Thôi kêu bi cam bi hồng đi. Rồi bi cam nè. Bi hồng nè.
Ai chốt cái chi? Chốt giùm em còn bi vàng nữa nè. Còn bi vàng nữa ha. Rồi chốt bi kèm màu giùm em cái. Nguyễn Henneken cam nè. Nguyễn Henneken 30 ngàn. Hồng còn có một cái à. Hồng còn đúng cái của gấu bông. Gấu bông 30 ngàn. Gấu bông thành phố. Đợi mất rồi. Gấu bông thành phố nè. Bi nhung, bi màu gì? Bây giờ chỉ còn cam mấy vàng thôi. Cam của Tiếp Tớp nè nha. Tiếp Tớp 30 ngàn. Tí đi, rồi lấy cái kia bè cho chị Bình An cho. Mày gần miết à. Phúc Tâm 30 ngàn của thằng Tí. À, vít đen của Phan Thảo là lấy size L phải không Phan Thảo? Nè Phan Thảo Facebook Yên chút vô chọt ngón tay cho chị Yên nha. Phan Thảo Ý Yên nè. Phan Thảo Phú Yên Facebook Ý Yên luôn. 260. Bây giờ lấy Nguyễn Henneken hết cam hết hoặc chỉ còn là màu cam thôi. Nguyễn Henneken hồi nãy lấy màu gì rồi, lấy cam rồi, đừng lấy nữa, còn vàng. Bi vàng của Phúc Tâm nè. Hàng này không trao đổi trẻ nha, vô lấy SSS bún trúng giái hết á. Phúc Tâm 30 ngàn nè. Chị Nguyên Dương ơi, bill trên 100 ngàn em mới chốt nha. Chứ bill dưới 100 ngàn mất công tốn bì tốn đồ của em nha chị Nguyên Dương. Dưới 70kg nha Nguyên Dương ơi, bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Lưu ý giúp em. 30 ngàn của Nguyên Dương, xin địa chỉ số điện thoại nè. Bây giờ chỉ còn cam với vàng thôi. Chị Nguyễn Thúy lấy giùm em là Nguyễn Thúy thành phố 2 cái 60. Nguyễn Thúy thành phố 2 cái 60. Nguyễn Thương Bin Bin nè. Nguyễn Thương 30 ngàn nè. Bích Thủy nè. Bích Thủy 30 ngàn của Bích Thủy nè. Hết hồng rồi. À Đầm Nhung hết rồi gái ơi. Bi hồng hết bi hồng luôn rồi. Bây giờ chỉ còn bi cam 3 cái thôi. Còn bi cam 3 cái. Áo đen đó cô. Ủa bà nội bỏ bỏ Gia Phúc. Tôi đang lên áo bi bà đòi áo đen nào vậy. Xả cái bộ gì của bỏ Gia Phúc 260 bộ vest bỏ lại vô kệ kìa. Tôi đang lên áo bi đi vô chốt áo đen gì bà nội. Tạo chị giữ và vỏ Gia Phúc. Bi vàng của gấu bông hết luôn. Bi hồng coi vi phạm không vừa nha. Trời ơi, mặt đi chịch đủ má đi chịch mặt chi bà nội. Nè nhắn tin tới nhắn tin cho cô Nguyên Dương. Bi hồng hết rồi, bây giờ chỉ còn bi cam thôi. Bi cam của Tuyết Hồng là 30 ngàn. Bi cam của Tuyết Ngân Nguyễn 30 ngàn. Rồi còn cái với chị ơi, mua giùm em cái nha. Linh Mỹ 30 ngàn, nhắn tin cho cô Linh Mỹ luôn. Ráng làm ơn bill trên 100 ngàn đi giúp em nha mấy chị. Tàu em áo 140 xe 30 rầu. Đúng rồi. Xả áo này 80 ngàn là mấy chị hốt trong vòng một nốt nhạc nè. Dưới 75-77kg đẹp không? Dưới 75-77kg 80 xe 80 ngàn đúng rồi. 150 xe 80 ngàn. Áo này dưới 75-78kg. Có coi giãn mạnh hay không mấy chị đừng quan trọng. Mà quan trọng là khi em chốt là em chốt dưới 70kg. Thì làm ơn dưới 70kg kể cả khi chị 70kg chị mặc vô nó kẹt hán ráng chịu. Em chốt hàng là em trừ hao hay không trừ hao mấy chị đừng quan tâm. Mấy chị chỉ quan tâm là em chốt hàng tao đó thôi. Nguyễn Thương Bin Bin nè 80 ngàn. Nguyễn Henneken là tí không? Thôi nhắn tin cho khách xong chưa hai khách. Nguyễn Henneken 80 ngàn nè. Gấu bông là 80 ngàn của gấu bông thành phố nha. Gấu bông thành phố 80 ngàn nè mấy chị. À Nhung Lâm nè. Nhung Lâm 80 ngàn. Tại vì khi mà em lên hàng là em phải trừ hao ngược lại mấy chị. Cho nên em nói dưới 70kg là phải dưới 70kg là tới 69kg thôi. Chị nào trọt lên 70kg mặc vô một cái kẹt hán SS luôn, kẹt lông ráng chịu. Người nào? Thì nó để đi cái bì 2 cái là 60 ngàn đó. Không có bì nào đi 2 cái mà đứa 30 ngàn không một cái cái. Nguyên Dương áo 80 ngàn của chị Nguyên Dương mới có bill nè. Coi cầm cái bút lông bỏ vô gì ghi cái đó nha. Chứ bỏ vô xong không ghi cái cũng như không luôn á. Rồi cái có địa chỉ số điện thoại hết chưa vậy? Nguyên Dương có chưa? Còn ai nữa?
Hả? Đinh Mỹ. Cái gì? Đinh Mỹ. Đinh Mỹ chưa? Linh Mỹ có địa chỉ số điện thoại chưa? Chưa. Rồi Linh Mỹ một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại em xả bill nha. Rồi còn hai cái DJ. Còn hai cái DJ trăm dưới 75, 77, 78 kg. Hai con. Rồi xe mấy chị 80 ngàn. Rồi hết hai đẳng cấp. Đó là một cây một vàng anh. Yên nguyên hai cái một cây một vàng hả? Cái nào mà không có ghi ở trên đó thì ở trên có ghi 60 ngàn. Áo đó là 30 ngàn một cái đó. Em trả lời nãy giờ 4-5 lần rồi chị vi phạm. Rồi bây giờ lên tiếp áo cô tông cho mấy chị nha. Rồi hàng sale kiểu này là phải đi đẹp đẹp mấy chị à. Đi cái kiểu mà này kia là coi như chết luôn. À, áo nhung, hai áo nhung của Bích Thủy nè. Ồ vậy đi Thủy. Ồ Thủy ơi còn con cái à. Thủy ơi còn con cái à Thủy. Bích Thủy 80 ngàn rồi bây. Rồi em còn một cái áo 70-100 kg áo giấy. Áo thun giấy 50 ngàn. Chị nào chốt áo thun giấy dây xích 50 ngàn chốt giùm em 70-100 kg. Rồi xả bao áo này nè. Giờ xả bao áo này mệt dữ không. Thiệt á. Giờ xả bao áo này mệt muốn chết mẹ luôn á. Ớ ừ. Đây mấy chị ơi dưới 70 kg nha. Áo trắng dưới 70 kg 40 ngàn. Hết áo thì bảo trăm. Dưới 70 kg. Áo giấy của Vườn Lan Thu Phương là 50 ngàn của Vườn Lan Thu Phương. Rồi áo trắng dưới 70 kg 40 ngàn. Chốt giùm em áo trắng 40 ngàn dưới 70 kg nha. Áo trắng. Rồi tiếp tục mấy chị ơi chốt giùm em áo vàng. Áo vàng dưới 80 kg 40 ngàn áo vàng. Áo trắng của ai? Xích là gì? Xích 100 kg là gì? Rồi áo trắng của Nguyễn Henneken 40 ngàn nè Bi. Vi Nguyễn Henneken 40 ngàn trước. Rồi chốt tiếp giùm em nha. Chốt tiếp giùm em trắng nai. Trắng nai dưới 85 kg 40 ngàn. Trắng nai. Trắng nai, trắng nai. Áo vàng của Văn Nguyễn này nè Bi. Văn Nguyễn hình nền tím á. Chữ Văn có dấu, chữ Nguyễn không có dấu. Nè đi cái này cho bỏ phút này tới đi trên cái chỗ đừng nên coi trắng nha. Áo trắng này cũng cô Win nè. Áo trắng kia của bỏ phút đi rồi. Vàng khách lái rồi tiếp luôn. Nè đi cái này cho cô Win nè. Rồi vàng còn nè. Rồi vàng. Vàng còn nha. Vàng còn ai chốt vàng nè. Áo vàng của Lê Châu 40 ngàn. Áo vàng của Nhung Huỳnh nè. Tí Nhung Huỳnh nè con không có giấu 40 ngàn của Nhung Huỳnh. Xin địa chỉ số điện thoại Nhung Huỳnh nha. Nhung Huỳnh có bill chưa? Áo vàng của Kim Ngọc. Kim Ngọc cũng có bill. Nhung Huỳnh ơi em có địa chỉ số điện thoại chị chưa? 40 ngàn của Kim Ngọc nè. Áo vàng. Áo vàng còn một con mấy chị ơi. Áo vàng còn một con. Rồi chốt giùm em trắng ca sĩ nè. Trắng ca sĩ dưới 70 kg. Chị nào chốt trắng Fendi trắng ca sĩ dưới 70 kg chốt giùm em 40 ngàn luôn. Đó. Bé mấy cái này lỗ quá trời. Rồi chốt giùm em áo hồng. Áo hồng dưới 77 kg nha. Áo hồng 40 ngàn luôn. Trắng và vàng dưới 70 kg của Phương Thảo. Phương Thảo quận 8. Phương Thảo quận 8 hai cái nè. 80 ngàn của Phương Thảo quận 8. Rồi áo hồng dưới 75 kg. Hết vàng. Áo hồng dưới 75 kg. Trắng của Hình Kim nè tí. Hình Kim 40 ngàn con. Hồng của Gấu Bông nè. Gấu Bông thành phố nha. Tối nay chỉ có đúng một Gấu Bông thành phố thôi nha. Gấu Bông thành phố hồng. Rồi còn một cái hồng của Nguyễn Henneken nè. Hồng Nguyễn Henneken nè. Hết hồng hết vàng. Chỉ còn đúng một cái trắng ca sĩ thôi. Còn một cái trắng ca sĩ dưới 70 kg. Bảo Trâm ơi hết rồi Trâm ơi. Trâm chốt chậm quá trời. Tí còn mấy bao hàng con? Ba
Một hai bao đưa xuống hết luôn rồi con. Áo 180 còn con sọc đỏ xe mấy chị 120 cho hết nè. Trắng ca sĩ của Nguyễn Heineken có chưa ta? Nguyễn Heineken trắng ca sĩ nè. Em có một con len dệt nè dưới 75kg. Con này là 180 rồi thôi. Còn một con ở dưới đây bị lưu lạc xe cho mấy chị 120 trong cái bao hàng khách trẻ nè. 120.000 sọc đỏ. Ê mấy chị vải đẻ lắm nha. Nguyễn Ngọc Lâm Yến, chị đi lộn động rồi, động của bên em là bán biết sai, chị đừng vô, chị vô nó mặc nó thùng thình, nó kỳ lắm. Đồng ý là áo thun là sẽ không sao nhưng mà nó rất là kỳ chị. Biết em uống thuốc hay chưa uống thuốc, em cũng biết uống thuốc sáng hay chưa nữa. Hồi sáng nó đi đâu ta? Hồi sáng nó dậy rồi đi đâu nha? Ủa hồi sáng nó dậy rồi đi đâu vậy? Cũng đi chợ. Đồ ăn rồi uống thuốc chưa, sáng giờ cũng nhớ nữa. Rồi lên tiếp hàng sale nha mấy chị nha. Cái đồ đó 30.000 không? Nè. Hồi nãy giờ chị nào chốt được hai cái áo 30.000 thì comment lên giùm là em có chốt để em kiểm tra thử có sót lại rớt lại một cái áo. Chị nào nãy chốt được hai cái áo bi thì comment lên lại nha. Chốt hồi không thấy đọc tên, nãy giờ em không thấy Huyền luôn. Huyền hết chưa con? Rồi sale bộ này cho mấy chị 70.000, mẹ cho hết hàng đi, giống quỷ quá nè ha. Đây bộ này người ta gọi là con mèo thổ cẩm. Giờ khuya rồi chị nhớ thôi. Sáng làm gì cũng nhớ nữa. Nguyễn Thúy hồi nãy, Nguyễn Thúy thành phố chốt hai cái áo bi á. Kiểm tra đi. Nguyễn Thúy đây nè, đang cầm. Đúng không? Phải sót cái không? Rồi đúng rồi chị Thúy, sót cái của chị. Nè bộ này có 60-80kg và 80-100kg nè. Mấy chị ơi coi vải nè. Rồi chốt cho mèo thổ cẩm 70.000. Cho hết hàng trong kho nha. Chứ không ngày mai cái dầu nó ập tới bất ngờ. Nè Nguyễn Heineken, bây giờ mà tôi bán hàng xe mà một cái 140 mà tôi bán 40 mà mấy chị sẽ tới sẽ lui là tôi sẽ hết bill thiệt. Giờ mấy chị có giận thì cũng vậy thôi. Mấy chị có tự ái cũng vậy thôi. Bây giờ mà em sẽ là em sẽ hết bill á. Chứ bây giờ mà hàng cỡ đó mấy chị kêu em đi kiếm xả là thua. Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh 70.000. Đó là nói sự thật. Nè cô Win nè, cô Win 70.000 là tí. Mèo thổ dân, mèo thổ cẩm kèm số ký Bích Thủy nè. Bích Thủy 70.000 nè. Chứ bây giờ mà lên hàng xe mà nhà bây giờ 300-400 bill mà mấy chị bắt em đi kiếm xả là thua Bích Thủy nè. Là xả hết luôn á, em nói thiệt, ai buồn chịu à. Giờ chỉ có ai buồn ở đây đừng luồn tuột quần đứng cho nó mát chim mát bướm chút chạy vô thôi chứ. Ốp ốp lực lắm mấy chị, ốp lực lắm, thiệt. Hàng sale mà người ta 140 người ta bán giá đó là mấy chị biết người ta lỗ dảnh hán rồi đó. Chứ không có ai mà mua hàng 20-30 đi bán 140 hết trơn á. Ha. Rồi cái này của Thu Huyền Nguyễn nè. Rồi cái này của ai? Của Nguyễn Thủy nè. À Nguyễn Thủy thành phố mới có bill nè. Nguyễn Thúy chứ, Nguyễn Thúy thành phố. Đây, Hằng, Thúy Hằng là tí ơi. Thúy Hằng một quần một áo, Thúy Hằng nè. Đấy, Thúy Hằng nè. 70.000 của Thúy Hằng. Rồi còn bộ cuối cùng của ai? Thúy Nguyễn. Nói đi rồi. Thúy Nguyễn mình bước hồi nãy đó, không phải bộ đồ em đang bận đâu nha. Bộ đồ vest 260 mà. Bộ vest 260 chứ không phải bộ này. Rồi bộ này của Bảo Trâm nè, 70.000 của Bảo Trâm, xin địa chỉ số điện thoại. Trâm ơi nhớ bill trên 100.000 nha. Chứ bill không trên 100.000 là mai chị xả bill mất công á nha gái. Không thiệt lòng á. Ở đồ má bán hầu, bán táo, bán lui còn cái bi kem. Còn cái bi kem tặng cho chị Lê Diễm luôn, Diễm Lê luôn. Rồi tặng cho Diễm Lê luôn. Diễm Lê Phú Yên là tặng. Tặng Diễm Lê Phú Yên hết bộ mèo. Ở trên đó hết rồi hả con? Còn gì đây? Dậy đi em đừng ngủ dây dưa.
Rồi bộ sọc má toàn bộ mắt phong long không? Nè mấy chị coi vải nhà em nè, để không? Bộ sọc vùng dài đầu sale 120 cho hết hàng nha. Má 250 sale 120, bán gì chắc dầu. Bán gì nó mau dầu gói mấy chị, thiệt. Bán gì em nói bán cỡ nào nó cũng mau dầu hết đó. Rồi bộ sọc sale 120 cho mấy chị, vải co giãn dưới 70kg nè. Dưới 70kg nè, dưới 90kg nè nha. Dưới 70kg nè. Dưới 70kg. Dưới gì đây? Còn chỉ có size dưới 70kg và dưới 90kg thôi, bộ sọc 120 sale. Rau dưới 70kg và dưới 90kg. Rồi nhắn tin cho Bảo Trâm con ơi. Dưới 70kg, xếp lại đi. Dưới 70kg và dưới 90kg sale 120 luôn. Hai em đi là đi đâu, đi ỉa đi đái hay muốn đi đâu? Trời ơi bà nội, chốt đi, chốt là chốt hàng là bộ nhiêu ký. Tự nhiên cái em đi. Bây giờ chỉ còn size L dưới 2 là size dưới 70kg và dưới 90kg thôi nha. Lưu ý giúp em nha, nghe vỏ nè. Nghe vỏ 120 ngàn nè tí. Nghe vỏ 120 ngàn. Bây giờ chỉ còn size L hết rồi. Còn đúng 3 bộ size L dưới 70kg thôi. Còn đúng 3 bộ size L dưới 70kg. Còn đúng 3 bộ size L dưới 70kg. Còn đúng 3 bộ sọc size L dưới 70kg. Để nhắc lại một lần nữa. Bộ nói bộ gì? Còn đúng 3 bộ size L dưới 70kg. Rồi ghi Cao Liên đây. Cao Liên 120. Ủa quay về hàng gì ta? Còn chỗ để dùng bill đi anh. Còn bán tiếp. Còn đúng là xếp lại nè. Jenny Nguyễn bộ sọc nè. Đấy. Jenny Nguyễn bộ sọc 120 ngàn còn bill. Em biết hai bộ đây bộ gì nữa. Ừ. Cái bộ này nè mấy chị. Cái bộ nó sẽ như thế này nè. Ở trong là áo dây ha. Ở ngoài là áo khoác khỉ. Còn một bộ dưới 70kg. Chốt giùm em bộ đen áo khoác khỉ nha, dưới 70kg sale 120 luôn cho nó đỡ nhục. Nè, bộ đen áo khoác khỉ nè ha. Dài. Rồi chốt giùm em bộ đen áo khoác khỉ dưới 70kg sale 120. Bà nào mua bộ đây bà đó trúng mánh. Hình như em còn một bộ. Hình như là em còn một bộ dưới 70kg và một bộ dưới 90kg, bộ đen áo khoác khỉ. Đúng rồi, bộ đen áo khoác khỉ còn một bộ dưới 70kg, vỏ phút bộ này nè. Vỏ phút 120 tí hơn. Vỏ phút 120 nè. Rồi còn một bộ dưới 90kg. Còn một bộ dưới 90kg. Hoa tươi xuân hoa nè. Còn mấy bộ sọc vậy? Hoa tươi xuân hoa còn 2 bộ sọc. Còn 2 bộ sọc của hoa tươi xuân hoa nè. Bỏ lên sỉ hoa tươi xuân hoa mai gì tính tiền. À. Bộ đen khó khỉ của vỏ gia phút 120 nè. Vỏ gia phút 120. Vỏ gia phút 120. Tí trên kho còn không tí? Hết rồi không? Hết chưa? Để em biết em xả hàng hồi kia tiếp tục mấy chị. Rớt gì? Rớt yếm gì? Bảo Trâm, một phút nữa không có địa chỉ kèm số điện thoại em xả bill. Em còn một bộ. Em còn một bộ con mèo thổ dân 70 ngàn là size 80 đến 100kg. 70 ngàn. Chị nào chốt chốt lên. Rồi xả một cái mẫu dương bị mắc phong long. Không. Châu gác lên. Ở trong kia là bộ gì? Bộ ngủ nãy giờ hả?
Rồi nó ngon là 10 ngon không đi. Từ từ nha, để em lấy đồ em lên tải cho mấy chị. Rồi bộ caro đi, chí đẹp không? Rồi bộ caro đi, uống xe ơi. Rồi xả một mẫu caro nữa đâu Nghĩ nè. Xả một mẫu caro nữa Nghĩ nha. Bảo Trâm, Bảo Trâm nói mèo đâu rồi? Mèo thổ dân của Bỏ Gia Phúc nè. Bỏ Gia Phúc 70.000. Em có một con heo vì nè mấy chị. Em nói thiệt lòng mấy chị nha. Con heo vì này là 710.000 nè mấy chị thấy không? Rồi bây giờ xả cho mấy chị. Con heo vì này xả cho mấy chị với giá 350. 350 con heo vì này. Con heo vì này 350.000. Chị nào chốt con heo vì này chốt giùm em, hàng này là hàng si nhật. 701 xả 350 con này. Trời ơi con này hàng đúng chuẩn Âu luôn mấy chị. Con này 701 nè. Rồi chốt giùm em con heo vì này. Mèo khách lấy rồi chị. 5 phút nữa con. Khang Võ. Ủa hồi sáng lấy cái bill của Tương Diệu chứ vậy? Có bill Tương Diệu rồi phải không? Rồi các con còn cái bill này em quên sợ nè. Nè nè anh ghi cái bộ này giùm cho em nè. Nè M-I-E-L ghi dính cho nha. Rồi cách ra chữ ly là cái ly á, cách ra chữ ly. Rồi cách ra tiếp M-I-E-L. Rồi bộ này 250. Rồi anh vô anh kiếm địa chỉ số điện thoại từ nốt lên nè. Mai Thi, mà Nguyên từng qua tới Nguyên bữa nay không ôm. Tao nước tao trôn cái sắc cái quần sáng đít lên chạy. Cứ nói tới tụi bay cái tụi bay im lặng xong tụi bay hờn. Mà không la tụi bay cái tụi bay lên mây tụi bay ở. Xả một bộ caro dễ thương cuối cùng mà mấy chị biết rồi. Cái bộ caro này nó dễ thương đến nỗi tôi đổ tới tôi để tới hai bộ tôi mặc. Nha. Em để tới hai bộ mặc là mấy chị biết là nó dễ thương như thế nào rồi. Mà sẽ có những cái mẫu em bị mắc phong long, vải đẹp cực kỳ. Nè coi nè. Chân váy quần nè ha. Cái này là chân váy quần nha. Ha. Rồi xả bộ này 140. Mấy chị thấy cái nắp gì mấy chị nghĩ rộng đúng không? Nhưng mà khi mặc vô á, khi mặc vô thì nó sẽ nè, đó. Đó nó sẽ di theo cái nắp nó ôm cho mấy chị nè. Đó. Đâu chị bill em khách kỳ cựu sao chị xả cho em được? Dù lưu ở đây 2-3 tuần chị vẫn để mà Thảo. Chị có khách mới thôi. Mấy chị muốn dặn cái gì mấy chị vô fanpage mấy chị dặn. Mấy chị vô trong tin nhắn á Hiền. Chị Hiền dặn ở đây là tay trái em theo, tay phải là em theo trai hết. Rồi bộ caro sale 140 dễ thương không mấy chị ha. Caro kèm số ký. Thúy Nguyễn còn nhà lấy bả hay vậy chị. Đây nè, Thúy Nguyễn còn nhà 140. Của Tí xin đi Nguyễn là Tí không? Ta L. Jenny Nguyễn lâu lắm thì không mua đồ. Bộ này có size 100kg nha. Jenny Nguyễn 140 nè con. Caro 83kg của Vi Phạm. Vi Phạm xin địa chỉ số điện thoại. Bên chị Yên không gọi điện chốt hàng và không cho kiểm tra hàng khi nhận. Bảo Trâm muốn chốt đồ là kèm số ký nha. Vi Phạm 140 xin địa chỉ số điện thoại Tí ơn. Còn chị nào không để số ký em không chốt. Cẩm Tú nè 90kg. Tại sao Cẩm Tú có lúc đặt 100kg, có lúc đặt 90kg vậy? 140.000 của Cẩm Tú ghi rồi nè con. Caro Thúy Nguyễn còn nhà có rồi. Nguyễn Trang Caro size L. Bộ này size nhiêu mà con? Bây bây kiểm tra thử bộ này size gì à? Vi phạm chưa? Gì vậy? Vi phạm chưa? Cái gì? Vi phạm. Vi phạm quăng ra đứa nào ghi rồi? Vi phạm. Bảo Trâm không có số ký sao chốt Bảo Trâm được? Vi phạm hay đúng không? Rồi gặp đi Vi Phạm. Còn bộ này size gì đâu mất rồi. Máu đưa này bộ nào đâu luôn. Bi. Tí kiểm tra bộ này size nhiêu rồi Tí. Rồi tới đâu quên mất mẹo. Nè Nguyễn Trang bộ size L nè. Nguyễn Trang sao L.
Lưu ý nha, bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận, trong quá trình like nói rất là nhiều nha. Chứ đừng có xuống dưới mới bị mấy chị khách mới trở chứng là em không có ổn với em đâu. Bảo Trâm 140 nè. Bảo Trâm XL 140 tí đưa ra con. Bảo Trâm 140 nè. Linh Trần thấy L của Lina Trần nè. Ngày mai là hàng đi hết nha. Lina Trần 140 nè. Trời ơi con quỷ chó Gia Hân Trân Nguyên nó đặt em 4 bill nó bơm hàng mấy chị mà trong có, trong đó có tiền từ thiện em cho nó ứng ra được. Con quỷ cái này thiệt. Rồi có bộ nào size L không vậy? Thấy con Ngọc cũng kiểm tra nãy giờ hả tí. Lộc Nguyễn size L 140. Lộc Nguyễn có dấu. Còn Lucia Huỳnh còn size L không? Kiểm tra đi bây. Bộ này có size 100kg nha. Còn Lucia Huỳnh. Giá trời, bộ này của Lucia Huỳnh để bán cho hết nè. Rồi còn Lucia Huỳnh 140 nè. 86kg của bé Huỳnh Sáng. Đâu rồi bé Huỳnh Sáng đâu rồi? Rồi hết size bé Huỳnh Sáng rồi nha. Ok em mua rồi vi phạm. Nhi lùng 88kg hết. Bùi Ngọc Diễm nè, tí ơn ghi cho con. Rồi Bùi Ngọc Diễm, Bùi Ngọc Diễm 80kg nè. 140 của Bùi Ngọc Diễm ghi rồi nè. Nguyễn Thương Bin Bin nè. Nguyễn Thương Bin Bin, Nguyễn Thương mở ngoặc Bin Bin 140. Cẩm Tú 90kg lấy rồi. Linh Mỹ Caro 70kg hết chứ ơi. Hồng Ngọc size L hết rồi nè. Nhi lùng hết, Bảo Trâm có rồi nè. Caro 100kg của bé Xuân Yên nè. Xuân Yên có luôn nha. Vô chọn hóng tay giúp em. Hạnh Lê có dấu, xin địa chỉ số điện thoại Hạnh Lê nè. Tí xin địa chỉ số điện thoại sành Hạnh Lê con. Xuân gì đây? Xuân Yên vô cho địa chỉ số điện thoại nha Xuân Yên ơi. 140.000 100kg của Xuân Yên nè. Bộ này hết size rồi. Trâm Thanh hết size 65kg. Bây giờ chỉ còn size 2 XL với lại 2 thôi. Linh Trần, Linh Trần hết luôn. Lina Trần có chưa vậy? Lina Trần Caro có chưa ta? Có rồi mà chị. Đọc rồi mấy chị đừng có đọc lại nữa. Đọc lại nữa em đương cái trời ơi. Huỳnh Sáng hết rồi. Xuân Yên có rồi. Hạnh Lê Caro có rồi. Tuyết Văn Nguyễn nè baby ơi. Tuyết Văn Nguyễn nè. Bây giờ chỉ còn đúng một bộ dưới 100kg thôi. Cái chị Yên thấy Nhi lùng nhưng mà giờ không còn hàng sao để. Hết hàng luôn. Hết sạch luôn. Rồi còn bộ cuối cùng của ai? Tuyết Văn Nguyễn sao không ghi cái chỗ nền trắng nè bây giờ. Đây nè. Đây nè. Ghi chỗ nền trắng cho mọi người phân bill cho nó dễ. Ở dưới đó. Ghi lại dưới đó cho mọi người ghi bill cho dễ. Ghi nhỏ nhỏ trong cái vòng đó thôi. Bây giờ chỉ còn đúng một bộ Caro 3X thôi. Hết. Dạ hết luôn chị Diệu Tương. À bill chị Diệu Tương. À chị Diệu Tương đặt em 2 bộ đúng không? Bill chị Diệu Tương hết rồi. Em để kia còn bộ Caro này đã hết nha. À, để em coi thử. Bộ 3X. Xài mấy chị gì vậy? Thôi để mai sale tiếp đi. Mai nha. Trưa mai là em đi khách rồi mấy chị, cho nên là trưa mai em không có like nha. Trưa mai đi khách rồi không có like. Không thấy lúc mà Thủy comment lên là cái comment sau cùng là chỉ còn một bộ XL với lại bộ 3X thôi. Cho thấy là đã chốt rồi. Rồi vậy chào mấy chị nha. Sáng ngày mai là tất cả các bill đều đi hết. Chỉ có những chị mà khách cũ mà đồ dưới 100 ngàn là em để lại. À xe mẫu zoom nâu ok. Chị Thiện ơi lấy cái mẫu zoom nâu vô xe một cái chị Thiện. Mẫu zoom nâu. Thấy không trên FF nâu. Đúng rồi nhìn thẳng vô. Rồi đưa mẫu FF nâu. Không giờ đâu có xe luôn được. Giờ sale luôn mai ngáp ngáp làm không nổi chị vi phạm. Thiệt thiệt lòng. Giờ sale luôn mai ngáp ngáp làm đâu nổi. Ngọc nhắn vô Vinh Bay cho anh Bảy đi Ngọc. À em lộn rồi. Không phải xe mã zoom này mới chạy. Xe mã zoom FF trắng. Không phải xe mã này. Tí ơi đưa ra lại nè con. Tí ơi chị nè.
lấy dùm mấy bếp trắng đây con. Cái dùm này không có sale. Kêu một tí sắp anh lại con. Dùm mấy bếp trắng. Hết rồi chị Diệu Trương. Hết chị. Bill của chị Hồng Ngọc để lại nha. Xeo mã dùm lửng với bếp trắng. Chị nào cao cao thành dùm lửng của chị một bộ để dồn. Chị Châu Võ ơi, chị Châu Võ muốn gì chị với Châu Võ nhắn vô fanpage cho anh Bảy. Nói Bảy ơi, Bill của Châu Võ có một món để Châu Võ mua thêm 1-2 ngày. Mấy chị nhắn vô fanpage thì sáng ngày mai anh Phước ảnh làm, khuya này ảnh sẽ làm Bill, thì ảnh sẽ để lại cho mấy chị ha. À, chị mấy chị nói chuyện mắc cười ghê. Chị ơi sale đồ bộ đi, em mua mấy bộ. Mấy chị nói chuyện làm em cũng ngại miệng luôn. Em nói thiệt lòng, đừng buồn em chứ ngại. Lâu lâu thì mẻ nào nó bị second hand đồ bán sale vậy chứ. Sale một bộ em lỗ mấy chục ngàn chứ em đâu phải như người ta, mấy chị thấy không. Ví dụ bộ đồ em lời mấy chục, mà lần sale em lỗ bộ 100 ngàn tính luôn cái tiền lời, thì mấy chị thấy em lỗ bao nhiêu. Hay mấy chị kêu ừ còn gì sale hay tồn gì sale, tự nhiên mấy chị kêu sale đồ bộ đi em mua mấy bộ. Sale kiểu đó cho em lòi le. Em mấy chị chỉ cần thấy qua top là em không buôn bán hàng nữa là mấy chị biết rồi đó. Vốn mẹ đâu buôn bán nữa mấy chị. Một đồng vốn phải bốn đồng lời, đúng không? Em là tính em thẳng lắm nhưng mà em tuyệt đối rất là đàng hoàng. Còn mấy chị muốn nhắn gì mấy chị vô trong nhắn, trong tin nhắn mấy chị đừng có nhắn đây. Nhắn đây thứ nhất anh Bảy đọc không có nhớ. Thứ hai em không có làm bill, em không có theo mấy chị được. Em chỉ theo mấy chị chỗ hàng đổi trẻ chính quy thôi. Chứ còn mấy chị nói ở đây thì mấy chị nói cũng như không. Nhưng mà sau khi mà bên em chụp bill gửi mà mấy chị vô nhắn để bill lại là không được nha. Em chửi đó. Một là xả bill, hai là em chửi đó. Còn ba là hàng đã đi rồi. Còn mấy chị hàng đã đi rồi, chốt trên hệ thống đã đi rồi, chụp bill em mấy chị là hàng đã chốt hệ thống đi rồi, thì làm ơn đừng có nói để lại hay cái gì hết trơn á. Sau cái live stream này chị nào muốn ngày mai mua thêm, nhưng mà bill dưới 2 cái, chứ bill trên 2 cái là không được để. Còn những chị khách mới là bên em không cho dồn bill. Ok. Rồi bây giờ xả đồ cho mấy chị. Bây giờ em sẽ xả một cái mẫu dùm bị mắc phong long. Mắc phong long này hình như chắc là do con xưởng hay do con mẫu em đã chụp không đẹp. Chứ thật sự con dùm này em mặc rất là đẹp. Con dùm này em mặc cực kỳ đẹp luôn. Thứ hai là sặc ba tia ở trước cho nên mấy chị đi đái đi dĩa rất là dễ thương. Rồi con dùm này 280 sale cho mấy chị một phát, còn 180 ngàn coi nè. Con dùm này mấy chị đi tiệc sinh nhật, đi chơi, đi đồ rất là dễ thương. Rồi chốt giùm em con dùm mép ép kèm số ký vải co giãn. 280 sale còn 180 quý vị. Một đồng vốn, bốn đồng lời mà bây giờ bán kiểu này là ta nói một là nhảy lầu, hai là rất là giàu. Vậy thôi. Giàu từ đường nào thì mình chưa biết. Mình chỉ biết là hàng Thúy FF 75kg nè. Nè 75kg của hàng Thúy 180. Rồi tiếp tục mấy chị ơi. Dùm FF kèm số ký giúp em ha. Con dùm mà may ra bán 280 sale còn 80 ngàn mà mấy chị kêu bán đi để mấy chị mua một lượt. Đó thì em không phải em nói chung quy chị Trinh, mà em nói chung toàn thể đồng bào quý vị Văn Nguyên hai họ và dòng họ hai bên. Còn mấy chị mà giận cái lời nói em là coi bụng để ngoài da đi mấy chị. Cái tính em nói bữa nay ngày mai em quên. Có thể là nhiều chị vô này kia khác nào em có thể là la nhưng mà em có để bụng. Em cực kỳ không để bụng nhưng mà em giải quyết bill mấy chị rất là ok. Tuyết Hồng 70kg nè. Cho nên mấy chị đừng có để bụng lời nói của em. Tuyết Hồng 180 nè. Dùm dài hay dùm lửng tùy chiều cao mấy chị. Dùm của Uyên Trình nè. Tí ơi Uyên Trình nè. Uyên Trình coi ghi cho đúng nha. Uyên Trình dùm 180. Kim Ngọc XL nè. Kim Ngọc 180. Hạnh Mỹ dùm 100kg. Không con này sạc ba tia ở trước mấy chị đi đái đi dễ, đi quýnh lộn dễ lắm mấy chị. Rồi Hạnh Mỹ nè. Hạnh Mỹ tí ơi Hạnh Mỹ 180 nè con. Rồi ai nữa ai? Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang mấy chị ơi? Để em coi thử cái set nào mà em còn khoảng cỡ dưới 5-6 set. Dùm 7-8kg của Khánh Linh nè. Em còn dưới 5-7 bộ là em sell hết. Em tiếng miền Trung mà dễ thương mẹ gì đâu chị lo. Mai Đình Ngọc Lam XL nè. Tiếng miền Trung em nói chị là như dù đục, như dù đục mà trọt vô đinh vậy á. Tao nói nó khó nghe mà nó nặng mà nó giọng, tao giọng thổ nữa chứ đàn bà con gái giọng thổ mấy chị. Tao nói đủ má thiệt, nhiều lúc nắng lộn. Tao nói bà mụ mà con chim không bóc mà bóc vô cái con cu. Ở lộn con cu không bóc, bóc vô lộn con bướm. Ai? Ai chốt dùm nữa mấy chị? Cái con dùm này mặc lên rất là gọn. Em chỉ nói mấy chị là mặc lên rất là gọn.
Thứ nhất, nó sẽ ôm là theo người và ở dưới lửng lửng hoặc dài tùy theo chiều cao mấy chị ha. Đạn tuyết dâm 80kg. Thứ hai, không, em là tuyệt lòng lắm mấy chị. Ví dụ nha, kể cả hàng sale người ta bán cho hết hàng, còn tôi hả? Tôi bán hàng sale đúng số ký tôi đưa, còn không đúng số ký tôi không có đưa. Thật lòng là vậy á. Không đúng số ký hoặc là mặt không được là tôi không có đưa. Chứ không phải tôi đưa cho hết hàng mấy chị, tôi bán lỗ mà ai không mua. Tôi bán sale cỡ nào cũng ra hết. Tại vì trên chính vì vậy tại sao cuối năm nhà em không còn một cái quần cái áo trong nhà là vậy á. Cho nên em chấp nhận, ví dụ lúc đầu em lời 500 ngàn bao tải đó, nhưng mà lúc sau em sale em chấp nhận em lời còn 250. Một là sẽ tới dưới ống quyển, hai là sẽ tới mắt cá chị Vị Ngọt. Rồi tiếp tục. Đã đem xuống còn con nữa rồi. Rồi nghỉ nha mấy chị. Nghỉ, mai mình chiến đấu tiếp nè mấy chị ha. Rồi đi nha. Chị nào muốn dồn bill nhớ nhắn cho anh Phước câu 7 ô để bill lại nha. Kệ mẹ nó rén chút mấy chị, chán chịu khó một chút. Nhắn giùm em câu yêu thương cái cho 7 khỏi làm bill. Cho ổng mà làm bill cái để lại ông chữ in đầu á thiệt. Em bị ốp lực lắm. Có chồng cũng mệt mấy chị, khó chịu. Rồi nghỉ nha, hẹn mai gặp lại.